Rồi, Sang xin chào anh em. Trong video này thì lâu lắm rồi á, thì Sang mới có dịp quay lại giới thiệu với anh em những cái thùng của Stanley. À, thì lâu lắm rồi mình không có nhập Stanley mình bán, bởi vì mình bán chuyên hàng Nhật, cho nên là cái phân khúc mà giá rẻ hơn đó thì mình không có bán. Bán thì anh em nghĩ là mình bán hàng giá rẻ rồi, cái là không không có cái niềm tin ha. Nhưng mà hôm nay Sang nhập một ít về cái sản phẩm này nè, bởi vì thấy nó hữu dụng. Cái này là anh em sẽ rất là hay khi mà mua mình để mình sử dụng trong gia đình hoặc là mình đi đi làm công trình đó, nó rất là tiện cho mình luôn. Của hãng Stanley, nhưng mà đặc biệt cái bộ cái hộp này nó là sản xuất tại Israel đó ha, Israel. Thì cái hàng, nếu mà hàng Nhật á, thì giá nó mắc quá, chỉ có một vài anh em mua thôi. Còn hàng cỡ như Stanley đồ á, thì anh em biết là Stanley cũng là hàng của Mỹ, chất lượng cũng rất là tốt nè. Ngay cả những cái hộp như thế này, hãng nó cũng dán cái tem chống giả trên này nữa, tem chống giả nè, không? Cho nên là chất lượng khá là tốt. Mình thấy cái này thì phù hợp đó, cho nên là mình đã nhập về mấy chục cái để bán cho anh em. Cái tem nó dán cái kiểu mà tem tem nổi này nhìn rất đẹp không, thấy không? Cái xuất xứ của cái hộp này là Israel. Đặc biệt cái hộp này anh em, cái hộp này nè, đó là nó thiết kế để mà chồng lên như thế này đó. Thay vì anh em mua một cái, nếu anh em mua hai ba cái, anh em mua gì nè, chồng lên em xách theo đó, thì nó có cái khớp nói này nè, này ha, bấm lên, bấm lên, bên đây cũng vậy, hai bên bấm lên đây, xong em xách đi lên, xách như thế này đó, thấy không? Rất là tiện cho mình luôn. Nếu anh em mua từ hai hộp ba hộp là anh em có thể kết nối như thế này này để mình sử dụng. Nó gọi là một cái hệ sinh thái module đó. Nó có cái ở đây nè, nó có thêm một cái đó, nó mở hai khớp này ra. Bình thường á, thì anh em sẽ bấm như thế này để anh em giữ lại, mở ra và ta mở bên đây nữa. Đó. Cái nắp này là nắp nhựa dẻo. Thì nó cũng giống như những cái sản phẩm khác, là nó sẽ có những cái ngăn nè để mình ngăn nhỏ ra, nếu mình không cần nhỏ thì mình lấy ra ngăn nhỏ ra để mình đựng mỗi thứ là ốc vít các kiểu ở đây ha, để mình xách theo. Ở trong này nó sẽ có một cái miếng này nè. Miếng này là miếng gì? Miếng này nè, anh ta thấy là cái phần này. Tức là nếu như anh em mua ba hộp như thế này thì anh em kết nối như thế này. Nếu mà như mà anh em mua hai hộp, đây hai hộp, anh em muốn là thay vì mình sẽ gỡ ra khi mà lấy đồ á, anh em phải gỡ cái hộp này xong anh em mới lấy được cái hộp bên dưới, thì nó có thêm một cái phần kết nối nữa như thế này khi mà chúng ta xài hai hộp đó. Cái phần kết nối xài hai hộp là nó sẽ cho mình cái này đưa vô đây, Sang sẽ gắn vô ha. Mỗi một hộp nó đều có một cái như thế này để mình sử dụng, để mình gắn vô, để mình kết nối hai cái thằng này lại. Đây, lúc này một bên đây em kết nối giống như vậy luôn, kết nối giống như vậy luôn. Thì lúc này là hai mặt đó, muốn xài mặt nào thì quay mặt qua đây, xài mặt này thì quay mặt qua đây, thấy không? Tiện vô cùng luôn đó. Rất là tiện cho mình. Đây là gọi là hệ module của nó đó. Sản xuất tại Israel, cái này thì sản xuất tại Israel ha. Cái thông số kích thước của nó thì Sang sẽ đo đây. Đây, đo cái phần này chiều dài của nó là được là 28,5 cm. Cái chiều ngang này là được 21 đó. Cái chiều cao lên, chiều cao lên là được 6 cm. Để mình mở ra cái lọt lòng là bao nhiêu. Cái lọt lòng khi mà che đo đây thì được là 58 đó. Phía bên trong này lọt lòng là được là 65 65. Bề ngang này là lọt lòng được 19. Và mỗi cái ô như thế này thì nó là 6, gần 6 cm vuông. Khoảng 50 58 58 cm vuông. Thấy không? Nên đựng ốc vít đồ các kiểu hoặc rút ra, ta rút ra. Đây, ngăn ở phía bên đây, thấy không?
hộp này nó hay đó, thông minh, tiện dụng, giá nó cũng tốt nữa. Hàng nói chung là xài chất lượng ngon, cũng bền nè, mấy năm á. Thì cái hộp này sang bán giá 195 ngàn một hộp, 195 ngàn. Nếu anh em mua hai hộp thì là hai hộp đó thì Sang sẽ mỗi hộp sẽ giảm là coi nếu mua hai hộp thì Sang giảm 10 ngàn một hộp ha. 195 nhân 2 5 nhân 2 390 thì giảm 20 ngàn là còn 370 nếu mua hai hộp ha. Mua từ hai hộp trở lên thì mỗi hộp là sẽ Sang sẽ giảm 10 ngàn. Đó, 195 ngàn rất là mềm luôn. À, một buổi ăn là hết rồi. Mua một hộp này để đựng ngóc vít đồ các kiểu, rồi để trên bàn có đựng nhiều ngăn thế này, xách đi nó cũng tiện nữa. Mã đặt hàng của cái hộp Stanley này anh em nhắn cái mã là ST002, ST002, giá 195 ngàn một hộp lẻ. Chán quá hả? ST002 195 ngàn ha. Giá trừ ship mua hai hộp trở lên thì mỗi hộp sẽ được giảm 10 ngàn. Rồi, cái hộp thật ra thì video này Sang chỉ quay cái bộ này thôi tại vì mới về, và thanh lý thêm một cái hai cái cờ lê này, hai số này, hai cờ lê Asahi, Sang còn cái số 27 và 22, 27 và 22. Thì cái 27 này là 430 nè, cái 22 này là 270 nè. Thì bây giờ anh em mua cái này Sang sẽ tặng cái này ha, tặng cái này đó. Thì cái này là 430, tức là cái như là đến một cặp này 430 luôn đi, và được reship cho cái này ha, riêng cái này là Sang reship luôn, reship cái này luôn. Cái mã đặt hàng anh em nhắn một mã thôi là được rồi, AH018, AH018 là hai cây 430 ngàn reship ha, reship code luôn nha. Còn cái này thì không có reship code nha anh em, cái này thì không reship code, cái này nó bự á. Nếu anh em chuyển khoản thì vẫn được reship, chuyển khoản thì vẫn reship, còn ship code thì anh em tự trả ship. Rồi, Sang chỉ giới thiệu ngắn gọn một số cái thùng, cái hộp đồ nghề thôi của Stanley thôi. Anh em xem mình ý kiến, nếu mà mình bây giờ thì mình đã hàng cao cấp, mình đã bắt đầu cập nhật nè, nãy bắt nè, bây giờ hàng Nhật thì cũng đã cập nhật tương đối là cũng khá là nhiều những cái sản phẩm rồi. Mà bây giờ chỉ có cái phân khúc của anh em làm thợ, có những anh em làm thợ thì rất là mến dụng cụ 24 nhưng muốn mua nhưng mà cái là giá nó cao quá. Giá nó cao quá thì Sang sẽ có một số cái nào mình dành cho anh em DIY hay gì đó, hoặc làm thợ thì mình giới thiệu thêm, mà chỉ cái những cái cơ bản thôi, những cái nào mà chất lượng cơ bản thôi chứ không có đại trà tà le hết. Rồi, xin cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Xin chào anh em nha. Thank you.